Xin chào các bạn nha. Hôm nay lại đến với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẫu tóc mà duỗi cụp phồng. Duỗi cụp phồng. Vừa nhuộm vừa duỗi cụp phồng. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn về chuyên sâu hơn về cái cách, cái thao tác để chúng ta có thể duỗi cụp phồng. Là tức là khi mà chúng ta duỗi một mái tóc, khi mà chúng ta duỗi thẳng quá thì nó lại bị, nếu mà chúng ta duỗi theo phương pháp bình thường á thì cái tóc của chúng ta nó sẽ không phồng được từ ở trong chân ra, mà nó sẽ bị xẹp. Thì hôm nay mình sẽ đi chuyên sâu hơn cho các bạn về cái thao tác, mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem về cái thao tác khi mà mình thực hiện duỗi cụp phồng nha các bạn. Thì chúng ta mềm hóa, chúng ta cũng canh như là duỗi duỗi cụp thông thường. Thì chúng ta sẽ, khi mà các bạn vào thuốc á, các bạn nhớ là chúng ta vào thuốc, chúng ta vào cách chân ra khoảng chừng khoảng 1 đến 2 phân ha, để đảm bảo là cái phần chân tóc ở trong nó không bị quá thuốc. Nếu mà chúng ta vào như là chúng ta duỗi thẳng bình thường mà chúng ta đập thuốc ở phía trong chân quá nhiều thì hình dung ra là nó sẽ bị, tại vì phần trong chân là phần tóc non và nó sinh nhiệt. Nếu mà chúng ta canh mềm hóa như là tóc duỗi thẳng thì nó sẽ bị xẹp rất là nhiều phần ở trong chân, tại vì nó mềm hóa rất là tới nha các bạn nhớ nha. Tại vì da đầu của chúng ta nó sinh nhiệt, nó sẽ bị tới trước cái phần thân và phần ngọn. Và cái thao tác đó, các bạn bắt một cái lớp vừa thôi, một cái lớp mỏng thôi. Và khi các bạn để ý cái thao tác của mình, mình bắt rất là mỏng, một cái lớp tóc rất là mỏng. Và thao tác là chúng ta sẽ kẹp vuông góc với da đầu. Chúng ta phải dơ cái mảng tóc vuông góc với da đầu. Mảng tóc đến đâu là chúng ta dơ vuông góc đến đó. Và khi mà chúng ta kẹp á, chúng ta chú ý cái thao tác nè. Chúng ta sẽ kẹp nhiệt từ 180 đến 200 ha. Từ 180 đến 200. Và các bạn chú ý là đừng có kẹp nhiều quá. Nếu mà các bạn kẹp nhiều quá, tức là khi mà chúng ta có thói quen á, thợ tóc của chúng ta có thói quen là kẹp một cái tép tóc, chúng ta cứ nghĩ là kẹp càng nhiều là nó càng bóng. Mà chúng ta cứ đè, chúng ta kẹp hoài thì nó bị giãn nhiều quá thì sao ạ? Thì nó sẽ bị xẹp. Đó, chúng ta phải kẹp chừng khoảng là 3 lần thôi, 2 đến 3 lần vừa bóng sợi tóc là được. Và cái thao tác chúng ta kẹp là chúng ta sẽ bẻ cái tay để nó cong từ trong ra ngọn ha. Bẻ cái máy kẹp nằm đứng lên. Các bạn nhớ nha, phải bẻ cái máy kẹp nằm đứng lên thì nó mới phồng được ha. Còn tới phần dập thì chúng ta dập cũng như bình thường thôi. Và các bạn chú ý là chúng ta bắt cái lớp tóc nó vừa phải, cũng đừng dày và đừng mỏng quá. Và chúng ta sẽ quấn ống sát vô chân tóc để định hình cái phần trong chân nó phồng lên luôn nha các bạn. Thì clip của mình hôm nay, clip của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn sẽ thành công nhé. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để chờ ra những cái clip tiếp theo nhé.